Cái điều này là họ có nghiêm đức chân. Rồi đã, chị nói cho em hết. Rồi xong xem mày nó lấy tư cách gì để nó lên. Nó nói những người mà đi giúp cho Hồng Phượng mà kể ơn đồ này nọ đó, nó sẽ đồng hành với Hồng Phượng, nó sẽ trả ơn. Muốn trả ơn bằng tiền thì cứ mạnh dạn lên nói với nó, rồi nó sẽ trả cho. Cái đó thì mấy lần xuân nay là em có thấy. Nhưng chị Phương Anh cho em nói cái việc này cho chị Phương Anh hiểu nè. Trước cái sự việc đó, mà xảy ra cái vấn đề mà mấy chị kia lên status nói về một cái người nào đó là phải đòi hỏi Hồng Phượng và phải trả ơn thì trả ơn kia, là hoàn toàn không phải là nói chị Phương Anh, nhưng mà do cái sự nhầm lẫn là do hai bên nói qua nói lại cái thời điểm đó, nên chị Phương Anh hiểu làm Phương đó, mà là nói một nhân vật khác có tin nhắn có tất cả mọi. Bà Khương Trần nói gì em có hiểu không, em có nghe không? Bà Khương Trần nói là bà có gọi cho Hồng Phượng rồi. Hồng Phượng nói là không có nhận tiền từ chị cái gì hết. Con này thật sự luôn, em rất tất cả luôn chứ không nên vô luôn. Nhưng khi em gặp Hồng Phượng, có gặp một lần ở cái đêm dỗ tổ, gần gũi dễ thương nhưng mà nói chuyện rất là kiểu giống như chị nói là nói sao sản sản gì đó. Nhưng mà rất là hòa đồng chị, em nhận thấy được cái điều rất là hòa đồng, không có xe xua, không có gọi là định hót hay không có này kia. Chắc là chị Phương Anh chưa gặp Hồng Phượng ngoài đời lần nào, nên nếu mà có dịp á, thôi tao lại mày đi. Mà may mắn không có đâu, không có dịp đâu, không có cơ hội nữa đâu. Mà vẫn không qua được Mỹ thì hai chị em gặp nhau. Khỏi không có đâu em, không có ngày đó đâu, không có ngày đó đâu em. Chị nói cho em biết nha. Vì câu chuyện nhà nó, cha mẹ của chị là hai đấng sinh thành cho chị bị xúc phạm, em nghĩ đi. Chị đau bao nhiêu, nỗi đau đó làm sao chị nguôi được. Mà chị còn không được đối xử tử tế, không được. Nó phủ phàng như vậy, mày kêu tao đi gặp nó, hay là tiếp tục là bạn, hay là nhận nó mà làm em, hay là bảo vệ đó hả? Chị nói thẳng và chị trả lời với em một câu luôn. Không bao giờ. Ok, em nói nếu có thể chị nhẹ lời với nó, chị im thì chị im, chị không nói. Nhưng chị thấy bất cứ người nào kích động chị hoặc là bên nói kích động chị, kích chị là chị nói thiệt với em. Chị thẳng tay với nó. Chị không bao giờ tiếp tục bảo vệ nó, nói tốt cho nó, hoặc là không bao giờ chị tiếp tục câu chuyện nhà nó, nhưng đừng bao giờ chạm đến chị nói với em vậy. Dạ rồi chị, em sẽ đi nói với các bạn, hoặc là xin các bạn đừng có mà mày kia với chị nữa, để chị nhẹ lòng, hoặc là chị có thể nhỏ, chị vẫn có thể lên phim vẫn nói cái đó là cá nhân, nhưng mà xin chị nhẹ lời xíu thôi. Với lại là để cho Hồng Phượng chuyện này mọi việc cho bà ổn định tinh thần lại, rồi có việc gì thì em nói chuyện lại với chị. Khỏi, kêu nó đừng bao giờ nhắn tin tao, nó nhắn tin tao tao cũng có trả lời và tao cũng ấy đâu, đừng có bao giờ cho em. Cái đó giống như chị đang ép nó vậy đó. Nếu nó là một con người ấy, cái giá trị đó chỉ ở lúc đầu thôi, còn bây giờ với chị nó càng làm chị càng ghét thêm nữa. Vì sao? Giả tạo. Chị không thích cái giả tạo. Chị không thích những cái điêu hoa xảo trá, nhưng đừng có giả tạo với chị. Chị nếu giả tạo chị còn ghét hơn nữa. Thà đừng nhắn gì hết, đừng nói gì nữa. Bây giờ lời nói của nó không có còn giá trị với chị nữa, không còn một chút gì giá trị cho. Cho nên á, em thấy không, trong cái bình luận của Chitty nè, ở dưới thằng Phong Vũ tĩnh lặng, Lương Văn Bình cười hú hí với nhau, bảo là tội nghiệp con nhỏ quá, không có nhận cái gì trơn, ngoài có 150 tô bún bò thôi, mày đối tiền, đưa tiền cho con nhỏ nhỏ không nhận gì trơn. Thiệt là cay cú viết những cái lời đó. Chị, nếu như bây giờ, từ ngày hôm nay khi em nói chuyện với chị xong, nếu như một cái nick nào mà họ còn công kích thì bọn chị nhắn cho em sẽ nói chuyện với họ. Tấm của chị á, em không hứa. Chị, em. Chị có, chị có miệng, chị có tay. Nếu công kích chị là chị quất thẳng luôn, chứ chị không có đi mét ai hết trơn. Hoặc là chị cũng không có nhắn cho em, báo cho em. Ủa?
Tại sao chị phải đi báo cáo với em? Tại sao chị phải đi nhắn cho em? Không phải, mà tức là chị nhắn cho em để em cũng biết được cái người đó là như vậy, họ chuyên ra đi làm gây sự từ người này đến người khác, để mình cũng phải dạy chừng. Bản thân em cũng vậy, chưa chắc gì sau này họ không lo em lên, chưa chắc gì họ không chửi lên. Mà thiệt, suốt một năm qua em bị chửi biết bao nhiêu bên Hồng Lâu ngày nào cũng réo gọi tên em ngày nào, nó cũng đưa em vô cái group XC ngày nào, nó không chửi em. Chửi ba mẹ nó lôi ra, mày thật sự nó không biết là ai nhưng mà nó chửi như vậy, cũng là đang chửi em. Nhưng mà chị thấy em có trả lời không? Em nhịn, em nhịn hết. Để ví dụ những cái nick đó họ làm như vậy, để em biết em cũng đề phòng bản thân em, rút kinh nghiệm từ chị. Em phải gọi là lọc sàng lọc lại những người xung quanh mình, những người nào họ có thể giúp được cho drama này, những người nào họ có tiếng nói và những người nào họ đang đi không đường đúng. Cái những người mà đi gây sự, đi công kích cái người A để cho người A chửi người B, lại đi công kích người này, công kích người kia, thì những người đó. Ngày hôm qua ông Thành gọi cho nó, ngày hôm qua ông Thành chia tay gọi cho nó, hỏi nó về cái vụ tiền. Một hai nó cứ 500 kia của chị kia đưa, tại như vậy nè. Chị đã nói với Hồng Vượng ngay từ đầu. Nói tới nó lui hoài, em không hiểu cái vụ 500 đô đó nhỉ. Tôi nói con người, tôi nói cái mạng xã hội con người bây giờ á, nó vô ơn mà nó sống hai mặt, mà nó xạo dễ sợ luôn. Mấy anh chị thấy không? Cũng giống như cậu Thành gọi điện cho tôi, mới xin chờ cho tôi, nói chuyện với tôi, rồi đi học với người ta đó. Cái con mà ở bên Cali đó, cái con mà sắp đồ về giùm tôi đó, đi học với người này người nọ đó. Cái thằng Phong, cái thằng khổ chửi ha. Thằng Phong á, thằng Phong Đỗ á, chửi thằng Phong Đỗ không còn chửi thằng, cái thằng này nó ăn hiếp Hồng Phượng, cái thằng hai mặt, cái thằng xáo trá, cái thằng này, thằng nọ, thằng kia. Chửi tơi bời luôn. Xong cái bắt đầu bây giờ là hết người để trụ vô rồi. Hả? Hết người binh vực rồi. Cái bắt đầu á sao? Sáp lại với Vô Phong. Đó, Charlie sạc thành. Bắt đầu hồi cái like của thằng Phong hồi sớm này nè. Tôi thấy vô chổng định comment nó chổng á. Sống chi vậy? Ăn ở cái kiểu đó, tôi nói thiệt với mọi người á. Nói gì? Nói để cho bỏ cái tật. Nói để cho quê cho nhục, để sửa đổi cái tính tình cho nhục. Chỉ có nhục á thì mới từ bỏ những cái sống con người sống hai mặt giống như vậy. Tôi nói đó hả, cậu Thành ổng chửi thằng Phong mà ổng chửi tao nói thậm tệ luôn, chửi mang nhục luôn đó. Chửi qua nè, qua tôi nè, qua con bé kia nè, và những người khác nè. Trời ơi, chửi tao nói không còn một cái gì chân. Rồi bây giờ cứ bắt đầu hết người nha. Hết người để binh vực mình rồi. Hết người lên nói giùm cho mình rồi. Tân đốc mình, nịnh bợ mình rồi, bắt đầu quay đầu lại. Chui vô trong cái kênh của thằng Phong. Hồi sáng này nè, hồi sáng này tôi vô tôi coi. Tôi ngủ dậy tôi thấy thằng Phong nó like. Thì tôi mới lủi vô trọng. Tôi kêu tôi thấy ổng bình luận ở trọng. À, ủng hộ đi coi cái gì đó, đi coi sáng đèn, tắt đèn gì đó. Trời ơi, con người sống vậy, sống chi, sống tôi nói làm người sống gì mà sống nhục nhã vậy. Hãy giữ lập trường chút đi, sống giữ cho lập trường đúng là một cái con người chút xíu đi. Trời ơi, tôi nói cho mấy anh chị chửi thằng Phong không thể tưởng tượng nổi. Mở có chuyện gì, người ta chạy đi mét người này, mét người kia. Nhắn tin người này mét, nhắn tin người kia mét. Chửi thằng Phong, tôi nói ổng chửi thằng Phong thâm tệ luôn. Ổng bôi nhỏ, ổng thằng Phong kinh khủng luôn. Nhưng mà tôi nói với mấy anh chị, thà đó, đừng có vô bình luận. Nghe nó nói thôi, đừng vô bình luận. Hả? Vô trong kênh của nó nghe, đừng bình luận. Đừng có nói ý kiến với cò, đừng có tỏ vẻ là mình giống như là cái người là không có chuyện gì xảy ra, như chưa hề có một cái cuộc chửi bế cãi giả nói xấu nhau vậy đó. Tại vì ông đi nói xấu người ta, ông nói sau lưng không à. Ông nói xấu Phong, nói xấu ông thằng Di Ta, nói người này người nọ, ông nói sau lưng không à, thậm chí tôi cũng vậy. Ông đâu có nói trước mặt. Cho nên ông nghĩ là thằng kia ông cứ biết. Rồi ông vô trong đó đó, ông coi giống như là chưa có hề một cái bụi, một cái cuộc gây gỗ, gây cấn, nói xấu nhau, hay là chưa
có, chưa hề nói làm gì. Nhưng mà cái tật của tôi là tôi nói thiệt Kim anh chị, cái tật của tôi không có thay đổi được là sao? Sự thật là sự thật, đúng là đúng, sai là sai. Cái bản tính của tôi là vậy đó mấy anh chị. Bởi vậy cứ khó ăn khó ở, có hầu khó hạ tôi lắm.